Giai đang hút Mai Thúy đột nhiên một chú hề cầm búa đinh vòng ra sau. Giai nhận ra chú hề sau lưng nhưng không hề hoảng sợ, xông đến đấm chú hề ngã gục. Đùa nhau đấy à, chú hề này động tác cũng nhanh nhẹn phết. Giai bị đâm xuyên bụng rồi bị chú hề đốt cháy thành tro. Sáng sớm hôm sau mọi người đến bể bơi bỏ hoang tìm Giai, không thấy xác đâu, dưới đáy bể bơi đã khô cạn còn có một dòng chữ ý là còn tiếp. Vậy tại sao lại có vụ án man rợ này xảy ra? Hãy cùng theo dõi bộ phim hôm nay nhé. Câu chuyện phải bắt đầu từ mấy ngày trước. Trong một ngôi trường đại học nọ, nữ chính Angela là một sinh viên yêu thích môn văn. Cô ta và năm bạn học khác có chung sở thích văn học đã thành lập một hội đọc sách nhỏ. Trường học còn đặc biệt phân cho họ một căn hầm để làm nơi hoạt động. Gần đây họ miễn cưỡng cho Nando, bạn trai của Angela, nhập hội. Giờ trong hội có 7 thành viên, Sebat là trưởng nhóm. Angela là người duy nhất trong hội từng xuất bản chuyện kinh dị. Nhưng giờ đã 6 năm trôi qua kể từ khi xuất bản quyển sách đầu tiên, cô ta đang bị mắc kẹt trên con đường viết sách. Một hôm sau khi học xong tiết văn học, giáo sư Cruzado gọi Angela lại nói rằng ông ta nhận được mail của Angela và gọi cô đến văn phòng. Angela nhớ đúng là tối qua định gửi một bản nháp tiểu thuyết cho Cruzado, giờ cũng không chắc chắn là tối qua đã gửi hay chưa. Bởi vì tối qua cô ta hơi mệt nên đi ngủ luôn, Cruzado cố ý đẩy những người khác ra ngoài sau đó khóa cửa lại. Rồi rót một ly rượu uống, tiện thể nói rằng ông ta đang bận việc ly hôn khá là đau đầu. Angela nhận ra không phải đang thảo luận về tác phẩm của mình mà Cruzado đang cố ý sàm sỡ mình. Quả nhiên Cruzado bắt đầu động tay động chân, Angela sợ hãi đứng dậy bỏ đi không ngờ cửa đã bị khóa. Cruzado bước đến càng đực nước lấn tới, cởi áo khoác của Angela ra rồi đè cô ta vào tường cưỡng hôn. Angela hoảng sợ không biết làm sao, cuối cùng lấy hết dũng khí đá vào chỗ hiểm của Cruzado một nhát mới may mắn thoát thân. Trước khi rời đi, Cruzado cảnh cáo Angela không được nói linh tinh ra bên ngoài, bằng không ông ta sẽ giết Angela, sự nghiệp sáng tác của Angela cũng coi như chấm dứt. Quay về ký túc xá, Nando đến an ủi bạn gái. Chỉ có Virginia nói rằng không được đi tố cáo Cruzado bằng không người ngoài sẽ cho rằng là Angela chủ động quyến rũ Cruzado để đầu cơ trục lợi. Nhưng rất nhanh chuyện Angela bị sàm sỡ đã lan truyền khắp trong hội đọc sách. Mọi người đua nhau phát biểu ý kiến trong nhóm, ý kiến chung chủ yếu là muốn cho Cruzado một bài học, không được để chuyện này chìm được. Họ dự định đeo mặt nạ chú hề nhục mã Cruzado một phen, nhưng lại không cho bạn thân của Angela là Virginia tham gia vì cô ta hay mách lẻo. Cuối cùng Angela đã đồng ý liền gửi một bức mail cho Cruzado hẹn ông ta tối nay gặp nhau trong văn phòng. Buổi tối khi sinh viên đã ra về hết, 7 người kéo nhau đến đây rồi cùng bàn kế hoạch trả đũa Cruzado. Vào lúc chuẩn bị ra tay, không ngờ trong phòng học còn có một người bị nhốt lại ở bên trong điên cuồng đập cửa. Mọi người mở cửa ra kiểm tra hóa ra là Virginia, giờ cô ta đã nhìn thấy cả nhóm mặc đồ chú hề đành phải cho cô ta cùng tham gia. Virginia cũng hứa sẽ không mách lẻo, giờ 8 người bắt đầu kế hoạch báo thù. Cruzado đang nhấm nháp rượu trong văn phòng, chú hề cầm búa đinh xông vào. Lúc đầu Cruzado còn tưởng là trò đùa của sinh viên, ai ngờ chú hề vung gậy đánh thật khiến ông ta hoảng sợ co chân bỏ chạy ra bên ngoài. Ai ngờ ngoài cửa thang bộ đều có chú hề canh chừng, cả nhóm ép ông ta chạy lên sân thượng. Không sai, đây cũng chính là một bước trong kế hoạch của họ. Ở khúc cua, Cruzado còn bị một chú hề đấm một cú, đầu choáng váng, chạy đến hành lang mà Angela đang canh giữ. Cruzado vô tình rơi xuống dưới, bị thanh giáo trên bức tượng đâm xuyên người chết tươi. Cả nhóm đều kinh hoàng vì không ai ngờ chuyện sẽ đến nước này. Angela muốn báo cảnh sát nhưng những người khác không đồng ý. Nếu báo cảnh sát đồng nghĩa với sự nghiệp học hành của họ sẽ kết thúc. Sau một hồi bàn bạc, 8 người cùng thống nhất ý kiến và cùng thề rằng sẽ giữ kín bí mật này. Sau đó, sự việc Cruzado ngã chết đã lan nhanh trong trường. 8 người vẫn tiếp tục việc ai nấy làm, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát kết luận cái chết của Cruzado là do tự sát. Nhưng từ đó Angela và Nando đã xảy ra mâu thuẫn. Angela luôn cho rằng với tư cách là bạn trai, Nando không đủ quan tâm mình, nhắn tin đòi chia tay với cậu ta. Ngược lại, Sebat nhân cơ hội chen vào an ủi Angela. Cậu ta vẫn luôn thầm yêu Angela, điều này trong lòng Angela cũng rõ. Sebat nhận được một tin nhắn, một người có nickname Hề Điên bỗng nhiên trở thành admin của hội đọc sách rồi gửi một đường link vào trong nhóm. Mọi người cùng bấm vào xem, là một đoạn tiểu thuyết kinh dị hơn nữa còn trong trạng thái đang cập nhật. Chương đầu tiên viết về toàn bộ quá trình cả nhóm đã giết chết giáo sư. Miêu tả vô cùng chân thực, dường như tác giả cũng có mặt ở đó. Angela đọc xong không khỏi hoảng sợ. 8 người cùng tụ tập lại trong căn cứ để bàn bạc chuyện này. May thay tác giả đã đặt biệt danh riêng cho từng người trong nhóm nên tạm thời mọi người không cần quá lo lắng sự việc bại lộ. Có điều tác giả cho rằng 8 người họ đã thành lập một hội sát nhân đọc sách, tất cả bọn họ đều phải chết. Tác giả để còn tiếp có nghĩa là người tiếp theo sẽ chết là một trong 8 thành viên của hội đọc sách. Mọi người đua nhau nêu ý kiến và suy đoán xem tác giả là ai, động cơ của hắn là gì. Dần dần 8 người đều nghi ngờ lẫn nhau, Angela lập tức lên tiếng chặn lại suy nghĩ đáng sợ này. Cô ta cho rằng thành viên trong hội đọc sách tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, mục đích của tác giả chính là khiến họ tự tàn sát lẫn nhau. Dù cho là vậy cả nhóm vẫn giải tán trong nghi ngờ. Angela quay về ký túc xá tắm rửa cứ cảm thấy sau lưng có chú hề cầm búa đinh muốn giết mình, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, hơn nữa khung cảnh vô cùng chân thực.
chạy ra khỏi ký túc xá. Vừa hay Sebas đến tìm Angela nói rằng Hề Điên đã cập nhật chương 2, dự đoán Virginia sẽ là người bị giết tiếp theo. Trong tiểu thuyết viết Virginia sửa soạn đồ đạc dự định về nhà lánh nạn một thời gian. Cô ta đến trạm xe bus đợi xe, lúc này trạm xe bus không một bóng người, có vẻ là nơi tốt nhất để động thủ. Virginia hoảng sợ không thèm ngó ngàng đến hành lý nữa, chạy vào thảm cỏ gần đó. Sáng sớm hôm sau Angela và Sebas cũng chạy đến đây tìm Virginia. Trong tiểu thuyết viết Virginia chạy vào trong một ký túc xá bỏ hoang. Cô ta đáng chết, sau đó bị chú Hề giết hại một cách tàn nhẫn. Cái chết man rợ như vậy nên có rất nhiều vết tích để lại mới đúng. Nhưng khi Angela và Sebas chạy đến ký túc xá bỏ hoang như trong tiểu thuyết miêu tả lại không hề phát hiện xác của Virginia hay vết máu. Họ cho rằng có lẽ chỉ là một tên điên đang viết tiểu thuyết mà thôi, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy dòng chữ còn tiếp trên tường. Lúc này Eva chạy đến nói rằng biết cách tìm ra tên Hề Điên kia, 6 người còn lại tụ tập ở trong thư viện. Chỉ có mình Nando đang đi làm thêm ở quán bar nên không đến. Eva nói một hồi, mọi người vẫn không công nhận phân tích của cô ta. Bởi vì không thể giải thích việc không thấy xác của Virginia cũng không thể giải thích được sự thật rằng Virginia đã mất tích. Bàn bạc đến khuya, cả nhóm mệt lả. Sarah và Jai là một cặp, hai người liền nhân cơ hội ra ngoài vui vẻ một lúc. Cuối cùng Eva tìm ra được danh sách những người mượn tiểu thuyết kinh dị nhiều nhất trong thư viện chính là thành viên trong hội đọc sách. Nói rằng những người ở đây đều có thể là kẻ tình nghi. Angela và Sebas cho rằng cô ta đang nói linh tinh. Lúc này Angela nhận được tin nhắn của Nando, viện cớ ra ngoài đọc tin nhắn. Thực chất Angela nhận được tin nhắn của Hề Điên trực tiếp chỉ rõ Angela đang ở thư viện. Hai người liền nhắn tin khiêu khích qua lại một lúc lâu. Lúc này Nando xuất hiện an ủi Angela, bỗng nhiên mặt nạ chú Hề rơi từ trên người xuống. Nando nói rằng cậu ta chỉ vừa nhặt được thứ này chứ không phải của mình. Cả nhóm đều cho rằng Nando là kẻ khả nghi nhất nên đã đuổi cậu ta ra ngoài. Thực chất cả nhóm đều đã liệt thành viên trong hội đọc sách vào danh sách kẻ tình nghi, ai không có mặt người đó khả nghi nhất. Sau đó Jai và Nando cãi nhau trong quán bar, cả hai hậm hực bỏ đi. Lúc này Hề Điên gửi chương thứ 3 đến chủ yếu nói về cái chết của kẻ hoang dã, người hoang dã ở đây ý chỉ Jai. Trong tiểu thuyết miêu tả Jai đang hút Mai Thúy, đột nhiên chú Hề cầm búa đinh bước đến sau lưng. Jai nhận ra chú Hề sau lưng nên đã xuất hiện cảnh ở đầu chúng ta vừa xem. Kondo, một thành viên trong hội đọc sách vốn là một streamer, nhân cơ hội livestream giới thiệu tiểu thuyết chết chóc này với khán giả. Đầu óc tên này đúng là khác người, qua cuộc livestream của Kondo ngày càng nhiều người theo dõi tiểu thuyết mạng này. Giờ Hề Điên thông báo người chết tiếp theo chính là nữ chính cũng chính là Angela. Đọc đến đây Angela càng thêm bất an, về cơ bản không khác nào trốn tránh mọi người, Nando chạy đi khắp nơi tìm cũng không gặp được. Hóa ra Angela đã chạy đến với Sebas, hai người nói về chuyện 6 năm trước Angela đã xuất bản tiểu thuyết thế nào. Hóa ra đó không phải là tác phẩm do cô ta tự sáng tác mà là tiểu thuyết của một tài khoản mạng tên Alicia. Họ chưa từng gặp mặt cũng chưa từng có ảnh của nhau. Sau khi Angela đọc được bản thảo liền sửa lại không ngờ lại đem đi xuất bản. Alicia và mẹ có mâu thuẫn rất lớn, mẹ cô ta luôn ép cô ta đọc thật nhiều sách để sáng tác ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Cuối cùng Alicia chạm đến cực hạn nên đã châm lửa thiêu chết mẹ mình và bản thân cũng chết trong đám cháy đó. Angela biết tin Alicia chết thì vô cùng áy náy, cứ cảm thấy rằng mọi chuyện xảy ra hiện giờ có liên quan đến chuyện năm đó. Nhưng Alicia đã chết rồi, cô ta cũng không thể giải thích được chuyện này. Sebas không ngừng an ủi Angela, cứ như vậy hai người xảy ra chuyện mà người lớn ai cũng hiểu. Cùng lúc đó, Nando nhận được tin nhắn bảo cậu ta đến khoa y. Cậu ta tưởng rằng là Angela tìm mình. Nando mở cửa bước vào theo chỉ dẫn, nơi này là một phòng để xác, trong đó có đặt cả xác của Jai. Lúc này chú Hề xuất hiện cầm búa đinh truy sát Nando. Cùng lúc đó Angela đọc được chương 4 của tiểu thuyết, cũng chính là về cái chết của Nando liền vội vàng gọi cho bạn trai. Cậu ta đã được đưa đến bệnh viện may thay lần này chỉ bị thương ngoài da. Chú Hề chưa đạt được mục đích, cảnh sát đã tìm đến nơi, Nando vội vàng nói rằng sẽ giữ bí mật rồi bảo Angela mau chóng rời đi. Angela xem Kondo nói trong phòng livestream rằng Hề Điên đã xuất bản quyển sách của mình, hơn nữa sẽ ký tặng sách vào hội sách kinh dị ngày mai, hy vọng người hâm mộ sẽ đóng vai thành chú Hề. Hôm sau 5 người lập tức đến hội ký tặng sách, duy chỉ Kondo không đến vì còn tiếp tục sự nghiệp streamer của mình. Hôm nay họ buộc phải tìm ra được tay Hề kia. Kết quả Hề Điên không hề có sạp sách riêng ở trong hội chợ, hắn đã lừa cả nhóm. Qua một lúc, điện thoại của Angela nhận được thông báo livestream của Hề Điên, tên này to gan thật đấy, trà trộn ngay trong dòng người. Mọi người lập tức dựa vào manh mối trong video chia nhau đi tìm. Trong lúc đi tìm, Sarah còn quật vỡ điện thoại của một người đóng giả chú Hề, hai người xảy ra cãi vã. Sebas vội đến khuyên can, Sarah nhân cơ hội chạy ra khỏi hội sách. Một bảo vệ đuổi theo, Sarah đành phải leo vào trốn trong phòng thực vật mới cắt đuôi được. Lúc này Hề Điên xuất hiện dưới chân của Sarah cầm điện thoại phát trực tiếp. Angela theo dõi livestream thấy Sarah đang gặp nguy hiểm vội vàng chạy đến. Hề Điên lập tức chạy lên trên nhưng đã bị Sarah đá bay rồi quay người bỏ chạy. Hai người rượt đuổi vài vòng trong phòng thực vật, nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng Sarah chạy đến trước cửa nhưng cửa kính đã bị khóa. Lúc này Angela chạy đến nhưng cũng không thể mở cửa, cứ thế trơ mắt nhìn Sarah bị Hề Điên đuổi đến đâm chết hơn nữa còn lọt vào ống quay phát trực tiếp. Angela sợ hết hồn bạt vía, loạng choạng quay trở về hội chợ sách lại bắt gặp một chú Hề. Lúc này Sebas chạy đến,
tháo mặt nạ ra kiểm tra, người kia chính là Kondo đã bị cắt cổ. Nando và Eva cũng chạy đến nhưng trên tay Eva vẫn đang cầm cái búa đinh và giải thích rằng đã cướp được từ tay chú hề. Angela bị sốc toàn tập ngã xuống đất ngất xỉu. Khi Angela tỉnh lại trên xe cấp cứu, Nando đang ở bên cạnh cầm điện thoại nói với cô ta rằng hề điên bảo cô ta một mình xuống hầm giải quyết vấn đề. Nếu không đến, Eva sẽ chết. Nando không cản được Angela nhưng cũng không đi cùng. Angela nhặt được một cái búa trên đường đi rồi cầm xuống hầm. Lúc này Eva đã bị đánh đập chỉ còn thoi thóp. Bước vào bên trong phát hiện Sebat cũng bị trói trên ghế không hề động đậy. Angela đánh thức Sebat dậy, đang vội vàng cởi dây trói. Lúc này Nando bước vào, Sebat chỉ ra Nando chính là hề điên. Angela xông đến định đánh người. Nando hét lớn nói rằng cậu ta chỉ đến vì quan tâm Angela. Angela nghe vậy mới dừng lại. Cuối cùng Sebat không kìm được nữa đứng dậy cướp búa đinh của Angela đập chết Nando. Hóa ra Sebat chính là hề điên, Angela chưa hề cởi sợi dây trói trên người hắn ta. Angela lập tức hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Sebat nói rằng nếu Angela mà giết Nando thì tốt biết mấy. Sau đó bắt đầu đắc ý nói về ý tưởng sáng tác của mình. Những chuyện này đều là cảm hứng cho tiểu thuyết của hắn, có những chương đã hoàn thành, có những chương còn đang viết dở. Bắt đầu từ bức mail đầu tiên Cruzado nhận được từ Angela, Cruzado không phải đột nhiên lên cơn động tình mà đều do một tay Sebat sắp xếp. Hắn cho rằng những tình tiết này vô cùng đặc sắc. Angela lén cầm một cây bút trong tay, nằm yên lắng nghe Sebat khai ra động cơ giết người của mình. Hóa ra Sebat là bạn trai của Alicia còn nói rằng Alicia đã biết chuyện tiểu thuyết của mình được xuất bản. Tâm trạng vô cùng buồn bực mới châm lửa thiêu chết mẹ mình đồng thời bản thân cũng chết trong đám cháy. Hắn muốn trả thù Angela, đồng thời cũng muốn xuất bản một tiểu thuyết kinh dị. Nhân lúc Sebat đang thao thao bất tuyệt, Angela nhanh tay đâm cây bút vào cằm hắn ta rồi chạy đến kéo Nando cùng bỏ chạy. Nhưng Nando không hề động đậy, Angela đành bỏ lại cậu ta rồi một mình chạy lên trên. Ở góc cua lại có một chú hề cầm búa đinh xuất hiện. Cô ta tháo mặt nạ xuống, hóa ra là Virginia. Cô ta cười hả hê nói rằng ngạc nhiên chưa, tên thật của cô ta là Alicia. Cô ta không hề chết nhưng đúng là mẹ cô ta đã chết. Điều này đã giải thích cho việc Sebat có chứng cứ vắng mặt. Ngược lại chính hề điên đã giết người, chính hai người đã thông đồng với nhau hành động. Chỉ là không biết Nando tỉnh lại từ lúc nào. Cứ như vậy Sebat gây ra nhiều tội ác hơn nên đi gặp thần chết sớm hơn. Còn lại mình Virginia cầm búa đuổi theo Angela. Hai người chạy một mạch xuống phòng sông hơi, nơi này không những có điện còn có dầu đốt. Angela nhanh trí nghĩ ra cách giải quyết Virginia. Bộ phim kết thúc tại đây, quả không hổ danh là phim Tây Ban Nha. Các tình tiết kinh dị, giật gân, khiến khán giả hồi hộp không khiến khán giả thất vọng. IQ của nữ chính khá cao, lật mặt phản diện rất đáng khen. Theo quy luật thông thường người đẹp trai nhất thường là kẻ biến thái nhất. Đặc biệt anh ta còn là bạn trai của nữ chính, tính khả nghi lại càng tăng lên nhiều hơn nữa. Vậy nên Nando bị nghi ngờ nhiều nhất, tiếp đó là đến Sebat. Đương nhiên cuối cùng Sebat đã tự lộ diện, cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng chuyện Alicia hồi sinh cũng khiến khán giả kinh ngạc. Biên kịch khá chắc tay, những tình tiết rất logic và chặt chẽ. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.